Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Facebook của Loa Màng Gỗ cũng như là trên kênh YouTube. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến anh em một bộ dàn đến từ thương hiệu DeLong, có tên mã là CX3. Đây là một trong những bộ dàn có thể nói là cao cấp nhất của DeLong MIDI, và những thuộc những phân khúc high-end mà được tất cả các anh em chơi audio rất là yêu thích. Cái cảm nhận đầu tiên khi mang con DeLong CX3 này về đấy chính là nó rất là nặng. Cảm nhận đầu tiên khi mà cầm vào, thứ nhất B rất là nặng, từ hai cặp loa cho tới âm ly của nó. Có lẽ là trước giờ chưa có thể nào cầm được cái bộ nào mà nó nặng và chắc tay như là DeLong CX3. Như các bác có thể thấy thì cái cặp loa của nó nặng như đá vậy. Cái phần gỗ của nó, các bác có thể thấy nó có ánh lên này. Nó sử dụng vào cái chất liệu gỗ cực kỳ cao cấp và thuộc dạng là gỗ thịt. Nó giống như mấy cái dạng mà gỗ cụ, gỗ đỏ của Việt Nam mà nó có cái sự chai lại, giống như kiểu đá vậy. Nó rất là nặng và nhìn nó cực kỳ là xịn, cao cấp cực kỳ luôn. Đấy. Và như các bác thấy thì ở đây nó có một cái loa bát được làm bằng sợi thủy tinh rất là đẹp và độc đáo, nó cho một cái chất âm có thể là nói vô cùng là xuất sắc. Phía trên là cái chép dom 2.5 cm. Khi nói về cái cấu tạo của cái loa bát này thì có thể nói đây là một trong những cái cấu tạo loa bát mà đẹp và thành công nhất của hãng DeLong khi mà sản xuất ra những cái hệ thống dàn MIDI high-end. Như các bác thấy thì con DeLong CX3 này nó được trang bị một cái CD cực kỳ cao cấp và một cái âm ly cũng vậy. Cái CD này nó còn nặng hơn cả cái âm ly nha các bác. Không biết là bên trong nó làm cái gì mà phải cầm lên thấy nặng quá trời nặng luôn. Tất cả cái thiết kế của nó rất là hài hòa và đẹp. Đây là lần đầu tiên mà Loa Màng Gỗ lấy và review trực tiếp cái con DeLong CX3 này. Như các bác thấy thì cái volume của nó này, nó làm cực kỳ là trau chuốt, cực kỳ là đẹp. Tất cả được làm bằng nhôm rất là tinh tế. Nói chung là nhìn con này thì phải nói là nó không có điểm chê. Nó rất là đẹp từ loa cho tới âm ly, cho tới CD. Đặc biệt là cái CD này của nó cực kỳ hay, cực kỳ đẹp. Cái độ lặng của nó thì thôi rồi, em thì không có đi sâu về cái cấu tạo tại vì mình cũng không có am hiểu nhiều, nhưng mà những cái gì mà cầm lên mà cảm thấy lặng và chắc tay thì chắc có lẽ là xịn đấy các bạn. Như các bác thấy ở đây thì cái con âm ly này nó sử dụng công nghệ cực kỳ cao. Các bác có thể thấy nó sử dụng, ví dụ to nhỏ các bác có thể thấy nó sử dụng decibel đấy. Đây là một trong những cái mà rất là cao cấp. Nói chung em không có nói nhiều về cái tính năng hoặc này kia, tại vì có rất là nhiều cái clip của các bác chia sẻ đã nói về con DeLong CX3 này thôi. Cái quan trọng là em muốn giới thiệu về cái cảm nhận đầu tiên khi mà được nghe nói về cái con này rất là nhiều rồi, mà hôm nay mới được chính thức nghe và cái cảm nhận của nó thì thấy cũng hay. Phải nói là nghe thì rất là chi tiết. Những cái con này thì em nghĩ là những cái bác nào mà thích những cái dòng nhạc chuyên biệt một chút thì là sẽ rất là thích cái con này. Con này ví dụ như các bác nghe những cái bộ dàn mà âm thanh lớn mà rất là nhiều tiền, những cái bộ dàn mà high end thì khi các bác nghe những cái bộ này thì rất là hợp tai này. Tại vì nó không có quá ù, không có quá lớn mà nó cực kỳ chi tiết. Và cái sâu, nói chung là rất là sâu tiếng. Nói chung là cái giá của nó cao thì cũng rất là xứng đáng thôi. Vì không ai nghĩ là với một cái bộ loa MIDI nhỏ như thế này và cái âm ly nó như thế này mà nó có thể cho được một cái chất âm hay đến thế. Nếu mà so sánh nó hơi buồn cười tí, nhiều khi cái bộ
Bộ già này nếu mà tính cái cân nặng thì chắc bằng cả người em. Nó rất là nặng, nặng ghê rồi. Em sẽ chơi một số cái bản nhạc cho các bác nghe thử. Nãy giờ thì chơi cái nhạc không lời rồi. Bây giờ thì em sẽ chơi qua cái nhạc vàng đi xem là nó như nào. Em thích, rất là thích nhạc vàng. Cứ mua đấy, bolero là em sướng rồi. Nói chung là mua con này về để trải nghiệm cái chất âm, cũng giống như là các bác rất là khen ngợi em này thì hôm nay mới thử thì cảm nhận đầu tiên thì nó cũng rất là hay. Nói chung là về tông nhạc thì ở trên con này các bác có thể chỉnh được bát chép tất cả trên cái này luôn. Nó có hai khiển zin đi kèm theo các bác. Đúng là khi mà nghe những cái bộ dàn hay end cao cấp thì đúng là nó có sự khác biệt rất là rõ rệt khi mà nghe những cái bộ dàn thông thường mà khoảng độ tầm mấy triệu hoặc là mấy mấy triệu, đúng là nó có sự khác biệt hẳn. Với những cái bộ dàn này thì cái giá thành của nó rất là cao mà không phải là bác nào cũng có thể sở hữu được. Tại vì với cái một cái tầm tiền mà rơi vào tầm khoảng độ tầm gần 40 triệu hoặc là hơn 40 triệu như cái bộ dàn này thì nhiều khi anh em là có những cái lựa chọn nó khác, nó cao cấp hơn, hoặc là cũng với giá tiền đấy thì mình đã set up được một cái bộ dàn rất là hay rồi. Nhưng mà đối với những cái bác hoặc là anh em mà chơi những cái bộ dàn mini mà có muốn có một cái chất âm hay và chi tiết thì không, Đà Lông CX 3 thì nó sẽ làm được hoàn toàn những cái điều đấy cho các bác. Là khi mà nghe những cái này thì phải công nhận là cái CD của nó rất là hay. Nó đưa ra một cái chất âm cực kỳ ngọt và hay. Tại sao nó nặng như thế thì chắc là nó phải có lý do của nó. Em thì không đi sâu vào mấy cái phần thiết bị điện tử, chỉ nghe và cảm nhận và chia sẻ cho các bác thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem cái clip này của em nhé. Nếu mà bác nào mà muốn có một cái sản phẩm MIDI cao cấp nghe hay, thực sự là hay luôn, chi tiết, nó không có quá là phô trương, không có quá là màu mè mà nó mang một cái gì rất là chân chất, rất là hiện đại, rất là cao cấp, các bác hãy tìm mua con Đà Lông CX 3 này. Và cái giá của Đà Lông CX 3 mà của loa bằng gỗ bán đó là 39 triệu. Nên bác nào muốn sở hữu em này thì có thể liên hệ với em. Con này giá cao nhưng mà ngược lại với những cái bác mà có những cái đôi tai vàng nghe chi tiết thì những cái bộ dàn mà lớn cao cấp ấy thì chơi những con này thì đảm bảo là
rất là hay, chơi phòng ngủ thì tuyệt vời luôn. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Bye bye các bác.